cảm ơn con. Còn mời bạn tiếp theo nào, ai còn muốn lên trước không? Có lên trước thì thầy cũng sẽ gọi lần lượt thôi. Có ai muốn lên không? Thì lên được nhá. Nào, mời trợ thang. Nếu không có gì chuẩn bị, không có gì giới thiệu thì chúng ta cũng lên giới thiệu tên. Đấy, mình học trường gì? Cơ bản đúng không? Thầy cũng chỉ cần hai thông tin đấy. Có thành tích gì không? Nếu bạn nào chưa chuẩn bị. Rồi, cảm ơn con Trường An. Tiếp tục nào, Kỳ Anh ạ. Nguyễn Phương Chi.